Ở đây các anh không chú ý cho tôi hai nội dung, các mức kiểm tra văn ngoài cũng kiểm tra hồ sơ. Ở đây các anh có tài liệu, anh đánh dấu hộ cho tôi cái phần là cái kết quả đo này. Điện trở đối với thiết bị là 4 ohm. Điện trở chống xét là 10 ohm. Nhỏ hơn, luôn phải nhỏ hơn. Có ai như phải lưu ý nghĩa về phần hồ sơ. Bốn ohm đấy là một cái là điện trở nối các thiết bị, hai là điện trở chống xét. Đây là những thứ làm của cái nhân viên, nhưng mà là những thứ của chúng ta làm thông thường hàng tuần hàng tháng. Thứ nhất là khi mà kiểm tra thì anh phải ngắt toàn bộ nguồn điện các bộ phận thang. Thứ hai là kiểm tra đầy đủ đồng thời các bộ phận chi tiết so với hồ sơ thiết bị. Vì cái bản chất như này thì khi mà chúng ta làm việc hàng ngày, chúng ta làm kiểm tra rồi yếu ốc hay không nên chạy có nhiệt độ qua chạm gì đó, thì ngày chúng ta sẽ có cái phân biệt để mà chúng ta làm vị trí lắp các biển báo, biển hiệu vân vân, rào chắn. Và chúng ta khi mà chúng ta nhấc máy, chúng ta làm việc, chúng ta đã kiểm tra rồi. Rồi các cái vết nứt của máy có hay không đấy, các mu lông có bị lấy lỏng hay không, các vết hàn vân vân trong phần kinh tế khác, là cái nội dung này là chúng ta phải kiểm tra. Ít nhất là chúng ta phải di chuyển một, nếu khi bắt đầu vào vận hành với một người làm thông thường, anh phải lưu ý cho tôi. Đầu tiên khi nhận bàn giao máy, người ta bàn giao cho mình 11 giờ mình chạy này, mình chạy không tạm 10 lần hết hành trình từ đấy lên trên. Anh quan sát xem có rung lắc, có biến động cái gì không, mình phải cảm nhận trước, sau đấy mình phải quyết chờ cái gì. Nên không phải bàn giao xong cái quyết bắt đầu tao chạy ngay, thế đấy là chúng ta không phải tặng. Phải chạy không một lần từ dưới lên, xong một lần xuống, quan sát hết sau anh chở. Các cái vị trí cabin lắp đầy đủ chắc chắn này, vòng rào xung quanh này, có một cái lưu ý chỉ số, vòng rào bao quanh thiết bị phải cao tối thiểu 1,8 mét trở lên, lắp chắc chắn với màn hình. Cái này là chúng ta phải lưu ý cái chỉ số 1,8 này. Và cửa của nó phải cửa lấy động nhé. Các đi gà, cái còn cửa các tầng. Cửa các tầng phải có đầy đủ xà đốc này, cửa bao che chắn chắn vân vân này, đấy số riêng này. Những một dòng lưu ý là cửa tầng phải được mở về phía trong của công trình. Bắt buộc. Vì sao rồi vậy? Cửa tầng của các anh phải mở vào trong này. Vì khi cửa tầng mở ra ngoài thì khi vận thăng đi lên xuống theo chiều thẳng lớn, vô tình anh mở ra anh không đóng vào, hoặc do gió to anh mở anh không cài chốt ra phía ngoài, đẩy ra phía ngoài thì vận thăng lên lập tức phá ngay lập tức. Nên bắt buộc phải mở vào trong, điểm tới hạn của nó. Đây là mặt công trình nhé, đây là lồng của ta này, đây là cửa này. Ví dụ vậy, điểm tới hạn của cửa phải có bạn về chốt, không bao giờ ra được, không bao giờ ra được trên, nhưng mà chỉ song song cái mặt cạnh thì người ta thôi. Thì mở ra thế này của anh là hết này, mở vào thế này anh bắt buộc là không thể mở được, nhưng phải có chốt cho hạ hãm cán của mình, không thể hết, phải còn mở, không được mở vào trong. Cái thứ hai là có việc mở ra là chỉ được thực hiện thì trong cái hưng anh đi vào, anh đi lên nơi thì anh mở ra lồng cái hưng, anh bắt đợi người ra hết, người trong lồng đây cứ đều ra hết, bản thân anh là người kéo cái cửa thằng này vào, anh chúc
cái người là anh mới vận hành đi. Thao tác này không phải thao tác của người cái này, thao tác này của nhà máy, của người trong lòng. Trong lòng anh phải làm xong yếu tố này anh mới được đi. Và có cái phải có biển cảnh báo thì cái kia chúng ta đều có biển cảnh báo luôn, không phải ai cũng mở cái này cho mình. Các lan can bảo hiểm vùng đất nhận của cửa tầng phải có chiều cao tối thiểu là 1,15 m. Vùng lân cận của cửa tầng ấy. Nếu như muốn đúng cái trong này của anh sẽ phải có cái lan can bảo hiểm và chiều cao của nó là 1,15 m trong khuôn viên phạm vi đi ra, để biết rằng đây là phạm vi của anh này, không phải kia vào đây mở người ở ngoài bất kỳ vị trí nào anh không có nhiệm vụ mới vào đây, đúng không? Anh chỉ người chỉ được đợi ở phía ngoài này, khi tôi mở cái này ra rồi thì khi đấy còn một bước tiếp theo nữa anh mới đi vào đây. Thế là phạm vi này khi mà tôi mở cái này, tôi mở cho anh vào chuẩn hai bước anh đứng ngoài ra, tôi vào tôi mở cửa ra, tôi mở một bước anh đi vào, thế là một an toàn nhất. Và cái chiều cao của cái hành lang của phía này anh lưu ý là cao tối thiểu là 1,15 m. Vì tại sao là 1,15 m? Thì anh không bước cái chân anh qua được. Ý thế. Cái hành cao lên thì coi như cái phần đấy riêng cho anh. Vậy thân tháp. Thân tháp thì lắp đặt theo đúng hồ sơ kỹ thuật để quên công viên này. Trong thời gian cho phép, ta không neo chỉ liên kết chịu được của công trình sàn đạp của tường bê tông. Không cho phép liên kết vào tường gạch vách cả. Thì là tôi sẽ mở ra những video kiểm tra từ đầu đến cuối của người tham bạn anh em kiểm tra nó sẽ rất là nhiều. Vậy thì cái này là chúng ta phải thông thường các mố của bê tông người ta sẽ bước sẵn cái mèo trong bê tông trước, ví dụ cho chiều đứng công trình như này. Nếu chiều đứng bê tông của anh sàn chỉ có 10 phân, anh không bao giờ bố trí được cái hàm mát ở đây đâu nhé. Nghĩa là chúng ta nhìn ở ngoài này ra, đây là mặt bằng công trình này, chúng ta không bao giờ bố trí cái neo ở đây được. Nghe để giữ, không bao giờ được. Mà nó phải là đổ bê tông ở phía trong này này, nó để theo chiều trước gắn lên sàn để ngắt cái khoảng không ra kéo theo chiều ngang. Vì cái chiều dài tấm thân bê tông này nó chịu được lực mình kéo ra. Còn cái điểm ngang này của chúng ta đây có mỗi cái thép kéo vào như này thì ra rất là không an toàn. Vì cái chiều dày của cái nền bê tông này có đủ dày này, hoặc cái dầm phía ngoài đủ dày. Ví dụ là 40 phân này là anh đủ cái tấm bích của anh 20-20 và anh đeo vào anh làm cái thép anh chẳng một cái trong người ta cũng được, nhưng thông thường người ta cũng tránh làm cái chuyện này, không cho phép hoặc là tiết kiệm lắm người ta làm một mình phải làm ở trong, vì người ta tránh cái trường hợp xuất thép anh làm móc thế nào không xong rồi thông thường cách nào thế này. Đây có cái là thân tháp trên cùng này phải được lắp không leo và có thiết bị hạn chế hành trình theo hình cả điện và cơ khí. Bản thân là khi cái thân tháp của anh ấy, riêng đốt trên cùng và đốt dưới cùng là khác các đốt còn lại khác. Ở trên này là có cái thanh răng của anh có giới hạn hành trình, anh không bao giờ lên được. Phía dưới này của anh dưới đấy người ta hết không tập trung cao quá ngang, anh không thể ra được anh đến đây. Còn tất cả các nốt còn lại của các anh như nhau hết và đó là thanh răng suốt. Thế là khi đến đây là tôi phải kịch không đi được. Lý do gì mọi người phải cũng là nào này hai nốt anh không nghĩ là tất cả những lúc đầu lúc cuối là sẽ khác nhau. Còn các nút còn lại như nhau, anh là theo một lúc chiều dài công trình anh kéo đến đâu thì được quay. Với từng loại thang này thì chia theo cần kiểm tra các chi tiết. Ở đây thì tôi chỉ nói riêng cho bậc thang chở hàng những người đi kèm với thang lồng của nó thì nó chia ra các đối tượng khác nhau trong công trình này. Đầu tiên là kiểm tra cao in. Cái này là phải làm khi nhận bàn giao 11 giờ trưa, làm người ta phải kiểm tra nhé, chứ không phải riêng lúc kiểm định đâu.
đây kiểm tra phía ngoài, bên ngoài đấy kiểm tra lắp đặt các thiết bị trong tủ này, máy dẫn động, vị trí điều khiển, phanh chống, phòng chơi, vân vân. Chúng ta kiểm tra nhìn ốc vít rồi các trạng thái quan trắc bên ngoài, các tiếng kêu nếu có tin tai chuyện thì không đặt phải có phát hiện. Cái ra là cửa cabin phải đảm bảo đóng người đây là có khóa ngưng liên tục cơ điện. Ở trong cầu giấy của mình là khi đóng mở hết cửa ra thì có cái này được không em? Không. Nó có khóa đi đâu? Khi mở cái cửa lên cả máy không được. Thế còn tại sao nó có liên động, có cơ điện như hôm nay nó như có điểm 11 tiết điểm sập xuống thì nó đóng cũng tắt hại thôi. Nó mở ra. Lốc cabin phải có lan can bảo hiểm, chiều cao tối thiểu 1m15. Chẳng hình có một cái hình lốc cabin không, mình sẽ mở lốc cabin và xem. Để xem trong video thì có thể lên. Thế là sẽ phải 1m15. Anh phải đừng nghĩ được rồi. Thế là chúng ta sẽ nhìn cả cái bậc lên phía cabin của chúng ta. Bộ phận truyền động cho cabin này, máy nhận thanh răng này, cái trạng thái bôi trơn dầu mỡ chúng ta là kiểm tra cái bôi trơn của chúng ta trong trường hợp mà do bụi công trường các vị trí nó sát với các cái sàn nó khác mình nhiều cát mà gió to nó thổi thì thông thường cái lượng đấy nó vào sẽ rất nhiều, và nếu chúng ta không phải là người chủ nó thì chúng ta sẽ yêu cầu các đơn vị và là nhà chuyên phải có cái kế hoạch để trên nhỏ làm ăn. Bộ phòng chơi cái này là quan trọng nhất, nhưng không phải lúc nào cũng chỉnh và kiểm tra cái này. Cái này chỉ kiểm tra một lần và căn chỉnh khi kiểm định. Cái này nhớ được không? Chúng ta chỉ cần kiểm tra bên ngoài các ốc đều chắc chắn, phía bánh răng phía ngoài phần nối vào thanh răng như chúng ta nhìn phía ngoài chúng ta thấy bên đây có cái bên rồi cái sau này thì nó này nó vẫn có cách kiểm tra sức. Nhưng nếu chúng ta cảm nhận bằng mắt hoặc trạng thái chúng ta di chuyển mà có độ dư nhá, chúng ta phải kiểm tra lại nó. Bộ phận bảo vệ đuối đất, cái này là cẩn thận. Anh nhìn mang cho tôi cái bút thử đi. Rút đuối này, anh em làm thật cái gì rút bút đuối này. Dí vào từ nhận bàn giao nên cứ thử cái này trước dí vào không thì đỏ là được. Ừ, nhưng đầu tiên cái mình nhân dân thân cháu quan em rút cái bút thử này một bút tốt mới dùng này rút vào đấy rút luôn rút được là sang hành thì phải có dí trước, nghĩa là cho mình nhân dân. Thế còn cái chống chết này thì người ta lo một cái thủ chuyên dụng rồi thì chúng ta cũng không làm cái nào được. Chúng ta xem thì chỉ xem cái kết quả của xem khi người ta lo thôi, còn không có cách kiểm tra lại. Và khi mà có xét to thì cũng phải dừng. Thế mẹ của mình chẳng may nó đánh vào cái nói mình vào có lo không, người ôm nó quánh nó chuyển xuống dưới mình tin được đúng không? Không chứ không. Sao được đây là có xét chỉ là các anh em dừng nói luôn thế luôn chứ bảo cứ cái này của ta mẹ có người ôm này ta ứng mẹ xét đánh vào không ra ngoài nhà thôi anh tha đây cứ có xét dẫm xét từ nhà cao tầng anh nói em bao giờ cái chiều cao ấy của cái thân thép lồng của mình ấy cũng cao hơn cái chiều cao của nhà, nó khác gì cái cột trụ đôi của thầy cái kim tủ xét đó, nó là cái kim tủ xét bản thân nó là cái kim tủ xét thì không nó chơi bắn vào phát thì không chơi như vậy thu dưới là mình theo rồi đấy thì lưu ý cái chỗ đấy. Cái chỉ số này thông thường là chúng ta không quan tâm lắm, có hai lúc ví dụ như là cái lưu ý về các thiết bị an toàn khác trong một số trường hợp mà kiểm tra đầy đủ thì có cái hình những cái nội dung kiểm tra thì mình sẽ cần xem. Đây kiểm tra thanh trạng của chạm các cái khe hở này chúng ta nếu như quan sát nếu mà chúng ta kiểm tra nó thường xuyên thì chúng ta sẽ biết được mọt. Đây nhé, nó là viên bi. Cái thanh răng của chúng ta ở hình như thế này là
của đằng sau của cái thanh răng ấy đến mặt đỉnh của nó, đó là bao nhiêu? Mặt phẳng phía sau đến đỉnh. Thế thì khi đấy trong cái tiêu chuẩn, trong cái tài liệu của nhà sản xuất ấy, thì người ta sẽ cho một cái khoảng cách nó xuống đến bao nhiêu của lạc dừng, nó phải thay. Đấy. Đúng rồi. Thế thanh răng này cũng vậy, và cái bánh răng này cũng vậy. Bánh răng này nó ai được cả? Ai được đấy? Chứ không ai đo được mu của răng vào đâu. Đây là thiết bị gần như gọi là chuyên dụng. Đây có cái giá hình sẽ giá trị min của người ta các điều kiện. Đấy từ cái điểm thanh răng của anh ấy nó min bao nhiêu mm. Đấy người ta sẽ có giác như này. Thì khi mà chúng ta đặt cái min vào mà thấy nó dưới giác rồi chúng ta phải yêu cầu. Có rất có rất quý. Thứ hai là kiểm tra có lăn. Hôm nay chúng ta kiểm tra một cái kẹp thôi. Và người ta cũng có bán thế em của con lăn và chiều dày thân ông. Với con lăn thì anh em mình đo được bằng thức kẹp, nhưng với chiều dày thân ông anh không đo được đâu. Vì chiều dày thân ông bản thân của nó là phải đo bằng những chuông. Anh đo được cái cách lồng nó lắp vào nhau, người ta chỉ đo được đường kính ngoài thôi chứ. Nó sẽ không đo được đường kính trong. Đấy, do vậy chúng ta chỉ quan sát thôi. Thì chúng ta lưu ý. Đây kiểm tra tăng chỉnh này thì cũng nói này. Đây là cái cục phần chơi của anh này. Đây. Đây là kiểm tra. Kiểm tra các động cơ, kiểm tra đây là gì? Nó có lưới lỏng góc không thôi. Chúng ta quan sát phía ngoài thôi, chúng ta chả chỉnh cái gì trong phía ngoài. Đây là phòng chơi riêng của anh này. Đây người ta tháo ra này. Để khi mỗi lần kiểm định người ta có thể căn